Đông gì? Đông Phòng. Thật ra thì phim này bấm trước khi mà bọn em là đám cưới nữa. Uh-huh. Nhưng mà cũng rất là may, tức là khoảng thời gian bấm thì bên đạo diễn Võ Thanh Hòa rất là ưu tiên cho cái lịch của em, nên là cũng chừa ra cái khoảng cái lịch rất là dài cho em để em nghỉ lấy lại sức khỏe. Dạ, nhưng mà còn chuyện kia thì em nghĩ thôi, mình từng nói tới. Ừ. Khi có gia đình thì khi tham gia bộ phim này nè, mình có đóng cảnh nóng nào với người đẹp trong phim không? Ôi, anh có không? Mới chiếu là anh thấy rồi đấy. Không có, anh hỏi người đẹp. Còn hồi nãy là chú bé hư hỏng. Thật ra thì có luôn. Dạ. Có cảnh, nhưng mà không phải cảnh nóng mà kiểu kia đâu. Ừ. Cảnh nóng này nó thú vị lắm. Đợi phim ra rạp đi thì mọi người sẽ biết là thú vị như mà nào. Mà cái lúc đó có gọi anh Thải về xin phép vợ không? Thật ra thì từ trước nay em đi làm phim thì ít khi và em xin phép nhau lắm. Thế à? Tại vì đây là công việc của nhau. Ừ. Và khi mà em đi đóng bất cứ một cái phim gì hết thì ở nhà đều biết hết tình hình. Nên là em cũng không cần thiết là phải báo cáo về làm gì mà em không hiểu được lý do vì sao mà phụ nữ rất là hay. Vậy tên xung quanh em ơi. Họ có một cái... họ không có mặt ở đó. Ừ. Nhưng bất cứ một chuyện gì mình làm họ đều biết. Ghê nhỉ. Báo ghê lắm. Thế nên là với lại em nghĩ đây là công việc mà em cả Nhi rất là may mắn là từ xưa nay mà em là diễn viên ở trong trường sân khấu. Ừ. Và đã rất là hiểu cái công việc cho nhau nên là không có chuyện đó. Hay quá.